Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 27, trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Nói rõ biết, tôi cảm giác một cảm giác thọ tận cùng của sức chịu đựng của thân. Cái gì ấy cảm giác một cảm giác thọ tận cùng của sức chịu đựng của sinh mệnh. Vì ấy biết rõ, tôi cảm giác một cảm giác thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mệnh. Khi thân hoại mạng chung, vì ấy biết rõ, ở đây tất cả mọi cảm thọ đều không có gì được hân hoan và sẽ trở thành mắt lạnh. Đó là cái câu nói như vậy. Khi mà chúng ta tu được như vậy, mà chúng ta đã quán thấu được cái vô thường của các thọ này, chúng ta không có vui mừng, không sợ hãi trước nó, cho nên đau đến độ cái mức độ đau mà cái cảm giác thọ tận cùng của sức chịu đựng của nó. Còn cái thọ lạc thì chúng ta có gì mà phải chịu đựng của sức tận cùng của thân đâu. Đây là cái cảm thọ mà cảm thọ khổ, cho nên cái sức chịu đựng tận cùng của thân. Mà khi mà chúng ta đã biết nó là vô thường rồi, thì chúng ta không có chấp trước nó, cho nên nó đau mặt nó đâu có gì đâu. Đó là cái chỗ mà cái con đường mà đi qua từ không vô biên xứ này thì chúng ta không thoát khỏi cái cảnh đau khổ này. Các thầy hiểu. Nhưng mà chúng ta đi qua cái chỗ mà con đường á, mà tứ thiền á, bốn cái thiền từ tam thiền, từ cái xứ nhị thiền, mà đi qua cái chỗ mà tam thiền tứ thiền á, thì Đức Phật không có dạy cái bài mà chịu đựng cái sự khổ đau này bằng một cách như vậy. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta đi qua cái ngã này thì bây giờ chúng ta phải quán xét được cái thọ, lấy cái thọ mà đặt ở trên cái tứ niệm xứ thọ của chúng ta đó, mà chúng ta quán xét nó, để rồi chúng ta do chúng ta thấu suốt được cái lý vô thường của nó. Mà khi mà chúng ta đã nhập được các định này, từ cái định mà không vô biên xứ cho đến cái định diệt thọ tưởng định đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới quán xét nó, để rồi chúng ta có cái sức chịu đựng của sự tận cùng của cái thân của chúng ta, cái sự sinh mạng chịu tận cùng cái sự đau khổ của cái thọ đó chúng ta. Cho nên tất cả mọi cảm thọ đó nó không còn làm chúng ta vui mừng, mà nó cũng không làm chúng ta sợ hãi nữa. Vì vậy mà nó trở thành mắt lạnh. Các thầy thấy chưa? Đó, cho nên tới khi mà thân hoại mạng chung á, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái cảm giác đó, nó hoàn toàn nó không có lôi cuốn chúng ta được chỗ nào hết. Cho nên nó trở thành mắt lạnh. Vậy cho nên một cái người mà nhập diệt thọ tưởng định á, thì lúc bây giờ họ nhập vào cái định đó thì không có một cái thọ nào mà tác động được họ. Nhưng mà khi họ còn sống bình thường mà không nhập diệt thọ tưởng định á, thì họ phải thấy được cái thọ là vô thường, để rồi họ không dính mắc ba cái thọ này, họ hoàn toàn không dính mắc cái thọ nào hết. Lúc bây giờ họ mới có một cái sự chịu đựng của cái thân đau khổ đến tận cùng khi mà thân hoại mạng chung của họ. Họ thấy nó trở thành mắt lạnh, nó không còn đau nhất nữa. Chứ còn không khéo thì chúng ta cắn răng mà chịu đựng đau, rồi chết một cách rất là đau khổ. Ví như này các thầy tỳ kheo, do duyên dầu, duyên tim một cây đèn dầu được cháy sáng. Nếu dầu và tim của ngọn đèn ấy đi đến tiêu diệt, nhiên liệu không được mang đến, thì ngọn đèn sẽ tắt. Cũng vậy, này các thầy tỳ kheo, khi tỳ kheo cảm giác một cảm giác thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vì ấy biết rõ tôi cảm giác một cảm giác thọ tận cùng sức chịu đựng của thân. Khi vị tỳ kheo cảm giác một cảm giác thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mệnh, vì ấy biết rõ tôi cảm giác một cảm giác tận cùng sức chịu đựng của sinh mệnh. Khi thân hoại mạng chung, vị ấy biết rõ ở đây tất cả những gì được cảm thọ đều không có gì được hân hoan sợ hãi và sẽ trở thành mắt lạnh. Ở đây cái bài kinh dạy chúng ta biết, khi mà chúng ta tu cái ngã này thì chúng ta phải thấu suốt được cái lý thọ vô thường, để chúng ta chịu đựng được những cái cảm thọ mà không đau khổ nữa. Còn ở bên kia thì bây giờ cái thân của chúng ta, nếu mà nhập tứ thiền rồi, cái thân chúng ta đau nhất chỗ nào chúng ta ra lệnh là đủ gì sạch. Bởi vì làm chủ nhân quả, làm chủ sinh tử mà. Cái mục đích chúng ta làm chủ được cái bệnh, cái chết mà. Cho nên chúng ta ở chỗ đó mà chúng ta ra lệnh là cái bệnh khổ chúng ta không còn có nữa. Còn nếu mà chúng ta đi cái ngõ này thì chúng ta chịu đau, nhưng mà chúng ta đã hiểu biết, thấm được cái lý vô thường của các thọ, cho nên nó cũng làm cho chúng ta đau khổ, nhưng mà nó không làm tâm chúng ta dao động, cho nên chúng ta thấy nó mắc lạnh, không có gì hết. Đến đây là cái bài mà định niệm hơi thở, là coi như là chúng ta đã xong. Vì cái con đường của định niệm hơi thở ở đây nó sẽ chia chúng ta làm hai ngõ, mà để chúng ta thấy một cái ngõ nó đi vào cái thiền định, mà như mà các vị thiền đấm độ đã tu, đó là cái ngõ đi vào các định tưởng. Còn một cái ngõ đi vào một các định, cũng từ cái niệm định niệm hơi thở, mà nó chia ra nó làm hai ngõ để chúng ta thấy rõ. Còn cái ngõ mà thiền đấm độ thì nó không nương vào cái định niệm hơi thở, mà nó chỉ
nhập vào may mắn thì nó rơi vào, mà không may mắn thì coi như là nó vô ký, nó quan không, và suốt cuộc đời nó thì nó chẳng đi tới đâu hết, nó chỉ diệt tập tứ được mà thôi, chứ còn không có tới đâu được nữa hết. Đó nó cũng không làm chủ được cái gì hết, nó chỉ ngỡ tưởng đó là cái phật tánh, rồi chỉ là đem ra một cái tưởng là thức vô biên xứ, tức là ý thức của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó phủ trùm vạn hữu, có như vậy là tưởng tượng ra mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy hai cái ngõ để mà chúng ta đi vào cái con đường thiền định của Phật rất rõ. Từ nhị thiền đi qua tam thiền thì nó là một ngõ rồi, một ngõ nó đi vào cái định hữu sắc. Còn một ngõ từ nhị thiền chúng ta đi qua bốn cái định vô sắc cho đến diệt thọ tưởng định, đó là nó thuộc về định tưởng, thuộc về định tâm của chúng ta. Cho nên hai cái ngõ này rất rõ ràng. Một cái ngõ kia đi vào cái làm chủ được sanh lão bệnh tử, bởi vì sanh lão bệnh tử nó nằm ở trên hữu sắc của chúng ta, nằm trên tứ niệm xứ của chúng ta. Cho nên thân thì có thân thì nó phải có cuộc sống, thì cuộc sống nó phải có những người này người kia, có thương có ghét, có giận có hờn, có bàn có ghế có tủ có nhà, có quần áo có ăn uống. Cho nên những cái này nó làm cho chúng ta khổ, gọi là sanh. Mà chúng ta làm chủ được cái này tức là chúng ta liên dục giải thoát. Cho nên từ cái đường này mà chúng ta đi vào thì chúng ta làm chủ được cái bệnh, cái già, từ cái bệnh rồi cái chết của chúng ta. Cho nên bốn cái sự đau khổ chết người chúng ta đã giải quyết ở trong con đường này. Cho nên bây giờ chúng ta không có đi qua cái đường mà nhập các cái loại định tưởng này thì chúng ta chẳng cần nhập nó thì chúng ta cũng làm chủ như thường. Chúng ta cũng chẳng sao hết. Nhưng mà khi mà chúng ta ở cái trạng thái của nhập được cái tứ thiền rồi, mà bắt đầu bây giờ chúng ta không cần phải đi qua cái không vô biên xứ cho đến thức vô biên xứ, phi tưởng xứ rồi mới đến định diệt thọ tưởng định. Chúng ta không cần phải đi qua chỗ này mà nhập cái diệt thọ tưởng định. Chúng ta chỉ cần ra khỏi cái trạng thái của tứ thiền, ở vào hơi thở, dùng pháp hướng, ngay đó chúng ta sẽ diệt được ý hành. Mà ý hành tức là diệt thọ tưởng định. Thân hành chúng ta còn diệt được, huống hồ là ý hành chúng ta diệt không được sao? Cho nên từ cái chỗ tứ thiền chúng ta ra cái lộ trình hơi thở. Từ hơi thở đó, bởi vì định niệm hơi thở là cái đường quan trọng mà, cho nên chúng ta đưa vào cái định niệm hơi thở. Thì bây giờ chúng ta muốn nhập diệt thọ tưởng định thì chúng ta ra lệnh rằng cái tưởng và cái thọ phải diệt, phải tinh chỉ. Chúng ta ra lệnh như vậy và chúng ta cứ thở ra thở vô, rồi chúng ta hướng tâm thở ra thở vô, chúng ta đến khi mà hoàn toàn là cái ý hành chúng ta là diệt cái thọ, nó ngưng hoàn toàn, thì tức là chúng ta nhập diệt thọ. Chứ đâu cần phải chúng ta phải nhập phi tưởng chưa đi tưởng xứ rồi mới nhập diệt thọ tưởng định đâu. Nó cái đâu có như vậy. Bây giờ nói chung là bây giờ chúng ta nhập tứ thiền rồi, cái lực đạo chúng ta có, chúng ta muốn nhập hư không vô biên xứ, chúng ta chỉ cần ra lệnh cái tâm chúng ta cũng sẽ vào đó liền tức khắc. Nghĩa là chúng ta ở trong cái trạng thái tứ thiền, ở nhị thiền, là bây giờ chúng ta ra khỏi cái trạng thái tứ thiền, bây giờ chúng ta đưa vào hơi thở, ở ngay cái trạng thái của nhị thiền, thì ngay đó là chúng ta ra hơi thở, là tức là chúng ta ra cái đường hơi thở. Thì vì vậy mà chúng ta không còn ở trong tứ thiền nữa. Thì lúc bây giờ đương nhiên là ở trên đường hơi thở chứ không phải là ở trong nhị thiền. Nhưng mà cái chỗ mà chúng ta nhập tứ thiền thì tầm tứ chúng ta không có, mà nhị thiền thì tầm tứ chúng ta không có, mà tam thiền tầm tứ có. Cho nên chúng ta ra hơi thở là tầm tứ chúng ta cũng không có đâu. Vì vậy mà chúng ta chỉ cần ra lệnh hướng tam thiền, nhập hư không vô biên xứ cũng dễ dàng, mà nhập tứ vô biên xứ cũng dễ dàng, mà nhập phi tưởng phi tưởng xứ cũng dễ dàng, không còn khó. Còn ở chỗ mà nhị thiền mà đi ra mà nhập cái không vô biên xứ, tứ vô biên xứ đều là rất khó, phải hướng tâm rất nhiều. Đó là cách thức của chúng ta. Nếu mà nhập tứ thiền xong thì cái đạo lực của chúng ta rất mạnh, hướng tâm chúng ta nhập vào cái định nào, cái định vô sắc nào nó cũng dẫn theo chúng ta. Cho nên từ đó chúng ta ở cái chỗ trạng thái của tứ thiền mà đi ra để mà nhập cái gì họ tưởng định thì rất dễ, chỉ cần hướng tâm, cũng như là chúng ta hướng tâm tâm minh hay là tứ nhị túc mà thôi. Đó thì hôm nay cái bài mà định niệm hơi thở để thấy rằng cái trợ pháp này nó giúp cho chúng ta tu tập ở trên tứ niệm xứ ở trong một cái giai đoạn, chứ không phải như cái định vô lậu mà trong cái bài kinh tứ niệm xứ đã dạy trước, mà thầy đã dạy các thầy là trong cái bài kinh mà dạy ở trên thân quán thân tu về tứ niệm xứ thì nó mới dạy đó là giai đoạn thứ nhất của tứ niệm xứ, nghĩa là nó dạy cho chúng ta khắc phục tham ưu ở trong cái chỗ mà ly dục địa pháp. Nhưng mà không phải có một cái chỗ mà quán thân hay quán thọ ở trên pháp mà tu về nhân tướng nó để mà tu cái định vô lậu như vậy là diệt được đâu. Trước khi tu cái định vô lậu này thì các thầy phải tu, phải giữ gìn giới luật, phải sống thiểu dục tri túc, phải phòng hộ sáu căn bằng quý bổ. Tất cả những cái này quý thầy phải khép chặt mình ở trong cái khuôn khổ của giới luật hết. Do đó các thầy còn phải tu tập tứ chánh cần. Do tu tập tứ chánh cần rồi thì các thầy mới tiếp tục, mấy thầy mới tu tứ niệm xứ mới có đạt được kết quả. Chứ còn ngay vào mà quý thầy tu tứ niệm xứ kể như là các thầy không đạt kết quả. Nghĩa là con đường tu nó phải có pháp nào tu trước, pháp nào tu sau. Như vậy là quý thầy cũng như là các con cũng đã hiểu rõ, rất là rõ ràng. Nghĩa là muốn tu đạt theo đạo Phật thì cái pháp nào tu trước, giữ luật là pháp chúng ta phải sống, phải lấy nó phòng hộ, phải sống đời sống thị dục tri túc, không phải đồ đạc chúng ta nhiều, dẹp bỏ hết ba y một bát mà thôi.
Đó là một cái đời sống tìm cái sự giải thoát, chứ không phải đời sống tìm cái dục lạc của thế gian. Với tìm dục lạc thế gian thì chúng ta có đủ đồ, có đủ cái vật chất như thế gian thì cái chuyện đó tôi không bao giờ thành công, không bao giờ giải thoát. Cho nên phải sống thủy dục tri túc, phải sống đúng cái đời sống, phải sống độc cư, không có nói chuyện, sống trầm lặng một mình. Do vì vậy mà chúng ta thực hiện tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn pháp mà thầy đã nhắc nhở là rất cần thiết hàng ngày, hàng giờ, hàng phút để mà chúng ta tu. Như vậy nó mới ngăn ngừa, nó mới đoạn dứt các pháp ác, nó mới ly dục ly ác pháp được chứ. Còn nếu mà chúng ta không tu tứ chánh cần, làm sao mà chúng ta đoạn dứt được ác pháp? Mà không đoạn dứt, đâu không ly được ác pháp thì làm sao mà chúng ta ly dục ly ác pháp mà nhập siêu thiền được? Đó, thì nó rõ ràng cách thức các pháp nó đã đầy đủ. Thầy kê như vậy là không bao giờ mà các thầy đi sai con đường của đạo Phật chúng ta. Từ lâu đến giờ các thầy cứ lo hít thở đến sổ tức tỳ tức hay hoặc tu định định gì, khi mà cái đời sống của quý thầy chẳng ra gì thì cái định gì nó là ma định tà chứ đâu không phải là định chân định. Mà muốn tu đúng để mà nhắm vào cái mục đích mà như là chính đức đạo hỏi, cái mục đích của đạo Phật, chủ đích của nó là cái gì? Là nhắm vào bốn cái sự đau khổ của con người để mà giải thoát bốn cái sự khổ đó. Cho nên làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi là cái mục đích của đạo Phật, chứ đâu phải là mục đích của đạo Phật đi tìm cõi cực lạc mà để về đó hưởng lạc. Nếu hưởng lạc thì thôi, bây giờ chúng ta cố gắng mà làm ra tiền mà hưởng, thiếu gì thực phẩm ăn, thiếu gì sữa bơ mà không hưởng, để đi lên cực lạc biết nó có ở trển hay không. Nhiều khi chúng ta tưởng tượng cho lên trển đá cọt sỏi cũng không ăn làm sao được. Cho nên ở đây bây giờ sữa bơ thiếu gì thôi đi tìm cực lạc ở đó đi, còn đi tìm đi trên cõi cực lạc mà làm gì. Cho nên ở đây phải nói cái gì thực tế là thực tế, mục đích chính của đạo Phật mà chúng ta nhắm đúng thì chúng ta sẽ tu ngay đúng cái pháp, thì chúng ta sẽ giải quyết được cái sự giải thoát của chính chúng ta. Còn nếu mà chúng ta tu sai thì tức là chúng ta sẽ không giải quyết được cái sự tu hành của chính mình. Cho nên ở đây thì các thầy và các con phải biết rằng cái chủ đích của chúng ta phải nhắm vào cái chỗ nào. Cho nên ở đây các con thấy như chính đức đã nhắc lại, cái tu viện của thầy đặt là tu viện chứ không bao giờ thầy đặt thiền viện. Bởi vì tu vốn là làm sao gọt rửa cho sạch những cái ô nhiễm, cái dơ bẩn ở trong tâm của chúng ta, để mà chúng ta quét sạch những cái tham ô của chúng ta, những cái bất tịnh ở trong tâm của chúng ta, trong thân của chúng ta. Cho nên vì vậy mà cái tu viện là cái nơi tu tập để mà não sạch, còn thiền viện để mà nhập thiền định. Và ở đây cái thiền định của Phật nó đã 16 cái loại thiền định chứ đâu phải một loại thiền định. Như cô hỏi vậy, cái thiền định mà bất động tâm như thế nào, thiền định bất động thân như thế nào, rồi đây thầy sẽ giảng cho các con thấy những cái thiền định đó nó sẽ hỗ trợ trên bước đường tu tập như thế nào. Sao có người ngồi thiền cái tâm lúc lắc hoài vậy là thiền định gì? Thiền định sao lại thâm động? Mà có người ngồi thiền lại là tâm hướng ra cái này, hướng ra cái kia, hướng ra cái nọ, nhớ cái này nhớ kia, thì tâm đó là tâm động chứ làm sao mà gọi là thiền định. Cho nên tất cả những cái này thì chúng ta phải học hiểu hết. Đạo Phật nó có 16 cái loại định chứ không phải là một cái thứ thiền định. Cho nên cái định nào tu ở chỗ nào, định nào tu trước, định nào tu sau, cách thức đó được Đức Phật đã sắp xếp ở trong kinh rất rõ ràng. Nhưng mà vì người sao á, người ta không biết cách, người ta kết tập kinh sách, người ta làm lộn sĩ sàng hầu ở trong này nè. Bây giờ đọc ở đâu chúng ta còn không biết hết. Bây giờ thầy đọc ra thì các thầy sẽ thấy rõ, thầy giải thích ra mới thấy rõ cái đường đi. Nó có từng cái thiền định, nó từng cái giai đoạn mình phải tu cái gì trước, cái gì sau rất rõ ràng mới đạt được. Khi không mà vào ngồi ức chế tâm bảo hết vọng tưởng để rồi nhập định thì nhập những gì đó. Cho nên đó là mình định mà nó không đúng cách. Bây giờ thì chúng ta đã học hết cái bài định niệm hơi thở, thì kế tới thì chắc chắn là thầy sẽ dạy cái tứ thánh định. Bây giờ coi như là tứ niệm xứ là hết cái hơi thở rồi, thì đương nhiên là chúng ta đã học xong cái tứ niệm xứ, các hành ở trên tứ niệm xứ thì các thầy triển khai ra thêm. Còn nếu không á, thì thầy sau khi mà thầy viết ra cái tập đường về chư Phật tập 3, tập 4 á, thì thầy nói về cái pháp tứ niệm xứ thì thầy triển khai ra chi tiết hơn. Còn bây giờ nói thì nó mất nhiều thời giờ, thầy chỉ mong sao trong nửa tháng, một tháng là thầy sẽ giảng xong hết các pháp hành. Cho nên cứ một ngày nghỉ thì một ngày thầy sẽ giảng cho các thầy để cho chúng ta thu ngắn cái thời gian hiểu biết các cái pháp tu tập phù hợp. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngày mốt chúng ta sẽ học tứ thánh định, bắt đầu chúng ta học vào sơ thiền trước, rồi mới học vào nhị thiền, rồi học vào tam thiền, tứ thiền, và có bốn thiền này nó sẽ đặt đâu ở trên tứ niệm xứ, thì chừng đó thầy sẽ chỉ dạy cho các con sẽ biết cách thức mà đặt bốn thiền này ở trên tứ niệm xứ mà tu tập. Bởi vì ngoài tứ niệm xứ thì không có thiền pháp nào mà đặt ở ngoài cái chỗ đó mà tu hết.
Cho nên hầu hết là các thầy cũng như là các con cũng nghĩ tưởng rằng mình tu để mà giải thoát, mà không ngờ lại mình phải tu ngay cái chỗ mà cái đối tượng của thân thọ tâm pháp của mình. Thì nơi đó là nơi mình làm cho nó sạch sẽ, nơi đó mình làm cho nó được nhập định, nơi đó mình làm cho nó được đủ cái quyền lực, đủ cái đạo lực để cho mình thực hiện cái sự làm chủ sinh tử linh hồn của chính mình, chứ không phải là chỗ nào khác hết. Không phải đặt những cái chỗ xa vời, không có đặt cái chỗ mà vô hình vô tướng được, mà đặt ngay cái chỗ mà thực tế của mình. Đó là cái điều kiện mà hôm nay các thầy được dự cái pháp hành của Phật đã dạy từ cách đây 2540 năm nay, mà hôm nay thầy triển khai lại để cho nó có thấy cái đường đi rất là thực tế và cụ thể, chứ không như các nhà ông giả nói là cái ú ớ cách lân quanh làm cho người ta tu tập chẳng đến đâu hết, rồi lạc ở bên cái định tưởng cũng chẳng biết, lạc bên cái gì nào cũng biết, đến những cái thiền mà có giá trị thì lại hạ nó xuống, vì mình không biết thì nói không biết, không dám nói thì không biết, cho nên chỉ hạ nó xuống là thiền phạm phu, thiền tiểu thừa, thiền ngoại đạo. Thì tất cả những cái này là cái lỗi lầm của các vị đó, các vị đó phải chịu gánh một trách nhiệm, và một trách nhiệm đó để lại cho đời sau chúng ta biết bao nhiêu sự đau khổ, biết bao nhiêu người ham tu mà rốt cuộc rồi chẳng tới đâu hết. Nhưng bây giờ vì cái sự mà không tin tưởng ở thầy, vì cái hoàn cảnh không thuận tiện cho các con, mà các con còn phải nấu bếp, còn phải lo củi lo đuốc, cho nên các con khó mà đi sâu vào con đường thiền định. Vì ngày xưa Đức Phật biết rất rõ, cho nên chấp nhận cái nghề hèn mọn nhất là cái nghề đi xin. Một ngày mình có xin người ta có cho ăn no thì mình ăn no, mà người ta có dở cho dở ăn dở, mà có không cho thì mình cũng đành chịu thôi, chứ không bao giờ than phiền. Bởi vì khi Đức Phật hồi còn tại thế, Đức Phật cũng vẫn bị người ta mạ nhục trên cái vấn đề đi xin chứ đâu phải không. Lão La là đứa con của Đức Phật, mà khi đi xin còn bị chúng chúng quăng sầm quăng sỏi đá, còn sủa chó cắn. Thì chúng ta nghĩ trong cái thời chúng ta thì chúng ta thấy cái ngã bằng ngã mình quá lớn, cho nên mình không dám đi xin mà thôi. Chứ sự thật nếu mà cái hoàn cảnh xã hội cho phép thì chúng ta vẫn vui vẻ đi xin để làm gì? Để chúng ta không có nấu cơm, để chúng ta không chặt củi, để chúng ta ở trong một khu rừng nào đó mà chúng ta không lao động một cái gì hết. Mục đích của thầy là gì? Nhưng sự thật là bây giờ chúng ta làm sao được chuyện này? Chúng ta phải làm. Nhưng chúng ta làm, nhưng chúng ta có pháp tu, chứ không phải không có pháp tu. Giai đoạn nào thì chúng ta tu theo giai đoạn đấy. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực có nghĩa là đâu phải không đi, phải đi, đi tức là phải có hành động, mà phải có hành động tức là phải có sự tu ở trong đó, tu trong hành động. Cho nên nhiều khi các con nghe thầy nói rồi các con nghĩ mình tu ở trong mọi hành động của mình thấy nó khó, thật sự khó hơn, khó lắm, không phải dễ. Chúng ta tập trung, chúng ta đi kinh hành hoặc là chúng ta đi tới đi lui thì nó dễ dàng hơn khi mà chúng ta làm việc có trách nhiệm. Các con thấy phải có tự nhiên các con phải có cái trách nhiệm ở trong cái việc làm. Ví dụ như bây giờ các con chặt cái củi thì phải chặt hết cái củi chứ không lẽ chặt nửa cái củi sao, phải không? Các con phải chặt hết, có trách nhiệm không? Bây giờ nấu đầu cơm các con có trách nhiệm là phải nấu chín chứ không lẽ nấu sống sao, hay hoặc là nấu khét đâu. Nhưng mà cái hoàn cảnh đâu có cho phép mình được, nếu mà mình không nấu ai nấu cho mình ăn đây? Ngày xưa Đức Phật thì là còn chúng ta bây giờ làm là gì? Chúng ta không thể nào được. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng tôi vào trong thất, tôi ngồi tu có người cho em cơm nước chứ, cái đó là sai, càng còn sai nữa. Ngồi trong thất mà tu kiểu này thì lại sai nữa. Tại sao vậy? Tại vì mình hiểu như vậy sai. Đức Phật ngày xưa còn phải đi xin ăn, còn mình ngồi trong thất có người lò hòa coi chừng mình xem mình là Phật, cho nên có người đem cơm cho mình ăn thì lại mình còn sai nữa. Cho nên ngày xưa Đức Phật đi xin ăn thì người ta vẫn mắng Phật mà, người ta vẫn chửi Phật mà. Mà chính ông Phật đâu có nhờ ông vị tỳ kheo nào đi xin cho ông Phật ăn đâu, chính ông Phật cũng phải mang bát đi từng nhà để mà xin cơm ăn. Đó thì các con thấy lẽ ra ông Phật thì các vị tỳ kheo khác xin về, xin nhiều hơn một chút đem về xuất cho Phật, Phật khỏi đi cái gì, mình là đứng giáo chủ, còn tất cả các chúng thì họ đều xin cho Phật. Thì cái đó là đương nhiên là một người một nắm cơm, mà bây giờ 1250 vị tỳ kheo mà 1250 nắm cơm về Đức Phật ăn xong hết, một người chỉ chia cho Đức Phật một cọng rau lan nhỏ vậy thôi thì 10 Đức Phật ăn không hết nữa. Thì có gì mà Đức Phật lại phải đi xin? Nhưng mà Đức Phật đi xin để thực hiện được cái gì? Đó, thực hiện được cái sự sắp giải thoát của mình, mà thực hiện được cái sự hành động đi xin của mình, tức là công việc làm của mình. Mình không làm thì không ăn, mà mình có đi xin thì mình mới có ăn, còn mình ngồi không thì mình mới có ăn. Nhưng như vậy thì các con thấy là trong khi mà cần thiết mà nhập những cái định thì hai người đi xin cho 4 người ăn. Các con thấy trong cái thời Đức Phật nó rất rõ là trong cái năm cái vị tỳ kheo mà năm anh em thì gần như là năm vị tỳ kheo là đệ tử của Phật đầu tiên đó. Khi đó bây giờ Đức Phật thấy không, già trở về cái năm gì đó là 6 người, Đức Phật dạy cho năm gì đó đã thấu suốt cái lý như thế. Bây giờ họ đã thấu suốt nhưng mà cái thiền định thì họ chưa xong, cho nên vì vậy đó mà hai người đi xin cho 4 người ăn. Các con thấy hai người đi xin cho 4 người ăn,
Vậy là những người mà được, mà những người vị tỳ kheo kia xin về cho ăn, để mà họ đang nỗ lực tu thiền định. Trong những lúc nhập định họ làm sao họ đi xin? Còn những lúc mà tu về cái định mà vô lậu, chánh niệm tỉnh giác để cho mình, hoặc là định niệm hơi thở để cho mình ngăn chặn ác pháp và diệt cái ngã tà tâm đi dục đó, thì mình tu ở trong cái hành động phải đi thực hành. Để người ta chửi mắng, người ta mắng bỏ mình, bữa nay chỗ này không chửi, bữa ngày mai đi chỗ khác họ chửi. Hoặc mình đi sớm quá họ cũng chửi nữa, hoặc mình đi trễ quá họ cũng chửi nữa. Rồi tôi trông chờ, tôi trông chờ thầy xưa đi đến mà tôi sớm quá, mà tới giờ này thầy mới đến. Cho thầy mà thầy còn vậy đó, thì người ta cũng mắng mình được à. Người ta tiến triển mình cũng dễ dàng lắm. Cho nên mình là người tu, do đó lấy cái đối tượng đó mà tu để mình tạo tâm. Còn mình ở đây thật sự là mình có những cái đối tượng vừa làm mình vừa tu trong cái giai đoạn này được thôi. Nhưng các con bị những cái đối tượng này quá nhiều, làm cho tâm mấy con chao đảo. Rồi mấy con có đứa thì tán xả được, còn có đứa thì hé áp ở trong lòng, rồi sợ hãi, rồi cứ tùy thuận để mà sống cho qua ngày. Cho nên cái sự e áp, cái sự sợ hãi đó làm cho các con không giải thoát được. Mình không còn có sợ hãi gì, sự tu hành chẳng có gì hết, nhưng mà không sợ hãi, nhưng mà rất tùy thuận, rất nhẫn nhục để xả tâm mình. Cái mục đích của mình có đối tượng để làm cho mình xả tâm, thì mình nỗ lực mình xả tâm. Đừng có thấy đó là ác pháp mà thấy đó là thiện pháp, giúp cho mình vượt qua những cái khổ. Như ông Phú Lô Na đã nói rất rõ mà, người ta chửi mắng mình, người ta còn thương mình mà, người ta chưa có ghét mình, người ta lấy sỏi đá người ta mới ném mình. Đức Phật hỏi ông thì ông cũng nói còn thương ông mà chưa có lấy dạy dọc đánh ông mà. Người ta lấy dạy dọc đánh ông còn thương ông mà chưa có giúp ông mà. Người ta lấy gươm đao người ta giúp ông thì ông còn nói người ta thương ông mà. Còn lúc này bây giờ người ta giúp cho mình những cái phiền não, những cái này kia để quét sạch ra, thì đó là cách thương người ta thương, chứ người ta chưa có giúp mình chết bao giờ đâu. Thế mà mình ôm hận, mình buồn rầu, mình phiền não thì tức là mình nghĩ sai hết rồi. Mình nghĩ sai. Mà thầy đã từng dạy phải nhìn nó là nhân quả, mà nhìn nó bằng ác với thiện mà thôi, để cứu mình chứ gì. Không chịu nghe, để rồi cứ chịu đựng rồi phiền não. Cho đến giờ này thì các con thấy rõ ràng là Đức Phật dạy chúng kính cần là gì? Ngăn ác, diệt ác để tăng thiện, sống trong thiện pháp. Đó, thì các con cũng thấy rằng cái con đường tu là phải nhắm chung đúng cái chỗ tu, lấy cái thiện pháp làm cái nền tảng, tức là lấy cuộc sống đối lực mà làm nền tảng, để chúng ta đứng ở trên thiện mà chúng ta vượt tất cả ác. Nhờ thiện mà vượt ác, rồi từ đó mà vượt ác được thì nhân quả chúng ta hoàn toàn là chúng ta đâu có dính mắc ở trong thiện, cho nên chúng ta là vượt qua khỏi cái thiện rồi. Chúng ta đâu phải tu để mà cầu phước báo, để mà giàu sang, để mà tiền bạc nhiều, để mà chùa to thấp lớn, để mà đầy đủ phước lộc. Cho nên có nhiều người tôi nói tôi nhờ tu mà bây giờ chùa tôi mới cất sang như vậy, nhờ tu hành mà bây giờ tôi mới có tiền sống như thế này đi ra, nhờ phước tu. Sự thật đó là cái đọa địa ngục của họ, mà cái cửa địa ngục đang mở họ, trong khi họ sống dục lạc là đã của địa ngục đang mở. Họ đã chạy theo dục lạc là cái cửa địa ngục đang mở. Nhưng mà người thế gian thì thấy đó là hạnh phúc, chứ còn cái người tu người ta thấy đó là cái địa ngục. Biết bao nhiêu sự đau khổ của con người ở trong cái sự giàu sang vua chúa thôi mà, tổng thống thôi mà, họ còn đâu có sung sướng gì. Mặc dù cái danh của họ như vậy, cái tâm tâm họ rất lo lắng, không biết là quốc dân như thế nào, họ sẽ chống đối mình như thế nào, bằng cách này là khác. Họ chỉ nghĩ đến cái chuyện của mình là một cái người lớn, một người cai trị được một đất nước là vinh hạnh, chứ đâu có vinh hạnh gì đâu. Thầy thấy hoàn toàn là cái sự khổ đau của họ, chứ đâu phải. Cho nên phải nghĩ cho tận cùng để biết con đường chúng ta tu hành nó phải tu như thế nào đúng và tu như thế nào không, mà chính cái chủ đích mà chúng ta đã nhắm, tức là chúng ta phải biết cái thiền nào, cái pháp nào để nhắm vào cái chủ đích, và tu cái pháp nào trước, tu pháp nào sau, và phải biết cái sức của chúng ta tu cái gì, làm được bao nhiêu. Nghĩa là bây giờ chúng ta không thể ngồi một giờ mà chúng ta tu một giờ là sai. Bây giờ chúng ta biết cái sức của chúng ta tu 5 phút chưa được mà chúng ta tu 5 phút là chúng ta sai. Chúng ta phải biết được cái sức của mình. Sức của mình tu 1 phút thì mình tu 1 phút, 5 phút là tu 5 phút, mà 10 phút là tu 10 phút. Từ cái chỗ tu đó chúng ta tăng dần lên thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Còn bây giờ chúng ta tu 30 phút, 1 giờ, 2 giờ mà rút cuộc rồi cái chất lượng chẳng có gì hết, thì bây giờ tu 10 năm, 1000 năm cũng chẳng đi tới đâu nữa. Đó là những cái điều mà thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Mà tại sao với thầy không có lập cái phương trình, cái phương hướng, cái cách thức tu để cho nó phù hợp với mình? Ngồi mà suy ngẫm lại cái cơ thể của mình, cái khả năng của mình, nó phải tu bao nhiêu giờ trong một ngày một đêm, bao nhiêu phút trong một ngày một đêm, rồi tu cái pháp đó nó phù hợp với mình không, nó có thấy được giải thoát không. Nếu không giải thoát thì mình phải chấp nhận cái pháp nào. Chẳng hạn bây giờ giới luật mình chưa nghiêm túc, tâm mình còn bị ham ăn thích ngủ, thì mình phải giữ gìn như thế nào trong cái những cái này. Thì tất cả những cái thiền định kia mình đâu có quan tâm đến nhiều đâu, mình cũng chỉ tu cấp chừng thôi, như chánh niệm tỉnh giác mình cũng tập, thì nghe hơi thở mình cũng tập. Nhưng mà cái mục đích chính là mình phải giữ gìn giới luật, đừng ăn thiền thờ. Thì bây giờ mình thấy mình ăn ngày bữa chưa sẵn, tâm mình còn ham muốn ăn mà,
Mặc dù mình ăn ở đây một bữa nhưng mà cái tâm mình còn thèm ăn, thì chắc là mình phải tìm cách khắc phục cái tâm của mình. Đây là cái thân bị trói buộc không cho ăn một bữa, không cho ăn nhiều bữa. Nhưng nó vẫn cái tâm nó vẫn buông lung, nó còn thấy ăn nó thích. Do đó mình phải tu cái này chứ. Tại sao mình nỗ lực, mình tu cái chánh niệm tỉnh thức, mình tu cái định niệm nói thở, mình tu cho nhiều mà cái chỗ mà đáng tu là mình không tu. Mình không khắc phục được cái tâm tham ăn của mình. Mình không suy nghĩ đến cái chỗ đó. Cho nên cái mình đang làm thì mình phải làm cho được. Bây giờ cái tâm mình nó ham cái chuyện này, nó thích nè, làm cái chuyện này chuyện kia, nó sanh ra chuyện này chuyện kia, thì mình nghĩ rằng đây là mình chạy theo cái tâm gì mà cái xả nó bằng cách nào. Ví dụ dừng lại, làm ít lại, không được làm nhiều, làm không được sai mê trong công việc làm, đây là lo tu để cứu cánh, để giải thoát cho mình sớm ngày nào tốt. Tại sao chúng ta sai mê trong việc làm này, nó có cứu chúng ta ra khỏi được sinh mệnh mình tự không, hay là nó dẫn chúng ta đi vào trong cái mê hoàn cảnh mê làm để mà quên đi cái nỗi cô đơn, nỗi khổ, nỗi giật giật của bao nhiêu cái sự kiện của thế gian. Cho nên có nhiều người lấy rượu mà quên đi sầu, còn có nhiều người lấy việc làm để quên cô đơn, quên sầu. Cái đó có hơn gì? Điều là nằm ở trong căn bản của thế gian để mà tránh né mà thôi. Chúng ta không, chúng ta làm bây giờ chúng ta làm để tu, chứ không phải làm để mà có ra tiền ra bạc để sống. Chúng ta xin ăn để mà giải thoát, giải thoát để mà làm gương cho người khác, người ta buông xả ra để người ta được giải thoát, để tâm hồn. Đừng có nghĩ rằng những người tu như vậy là họ không ích kỷ, họ xả hết để mà giải thoát, họ làm chủ được sinh tử. Chứ không phải chúng tôi tu mà chúng tôi không làm chủ sinh tử thì chúng tôi bỏ hết để mà có lợi ích gì cho chúng tôi, mà cho lợi ích cho mọi người. Mà chính chúng tôi làm chủ sinh tử được, chúng tôi đòi quyền làm chủ sinh tử được, tức là chúng tôi làm gương cho các người. Vì các người đang chạy ở trong cái dòng sinh tử không làm chủ được nó, còn chúng tôi thoát ra khỏi cái dòng sinh tử. Cho nên vì vậy các người hãy đi vào con đường chúng tôi xả bỏ, nhưng mà xả bỏ có lợi cho thế gian, chứ không phải xả bỏ một cách là tiêu cực. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải biết và cần phải học, cần phải suy nghĩ. Các con, các thầy nỗ lực mà tu đúng như lời thầy dạy, có cái định hướng, có cái phương cách, có cái chiến thuật, chiến lược, cách thức tu hành thẳng ngoài, thì thời gian rất nhanh cho quý vị. Thời gian sẽ thu ngắn lại để cho quý vị được giải thoát hoàn toàn, không còn khổ đau. Còn nếu mà cứ kéo dài mãi mà không biết cái ngày nào mình được giải thoát, thì nghe lời Phật dạy, nghe lời thầy nói, mà rốt cuộc rồi mình chẳng có thấy đâu buồn phí. Cho nên chỉ cần phải nỗ lực đã tu thì phải nỗ lực hết mình, đừng để cho cái tâm của mình, cái thân của mình nó nửa nạt nửa mở, tức là nửa đời nửa đạo. Mà đây là ra đời, đạo ra đời thật sự. Tu là nỗ lực thật sự. Một giờ mà tu qua, một phút mà tu qua, phải đạt được cái gì mà chúng ta phải muốn ở đâu. Nghĩa là cái ước muốn của mình, mà trong cái bài kinh rõ ràng là Phật dạy ước muốn mà. Các thầy, các con nhớ Phật dạy ước muốn cái điều đó. Bây giờ mình ước muốn cái gì? Mình ước muốn làm sao làm chủ được cái sống tốt này. Mình ước muốn làm sao mà cái tâm mình không còn tham sân si nữa. Thì cái sự ước muốn này mình phải thực hiện. Mà ước muốn thì phải nỗ lực bằng cách nào? Nỗ lực cho đúng. Mà nỗ lực sai pháp thì có được không? Không bao giờ được. Cho nên ở đây thì khuyên là quý thầy hãy và các con hãy cố gắng, nếu không biết Phật pháp mà đã biết Phật pháp thì ráng nỗ lực. Và những cái tài liệu mà thầy trả lời cho các con thì thầy sẽ cho photo để mà gửi cho các con mỗi người. Và những cái tài liệu này còn rất nhiều. Chân thành, cái tài liệu mà chân thành hỏi thầy thì thầy chưa có photo ra được nữa. Cho nên hôm nay thì thầy sẽ cho photo ra, rồi thầy sẽ cho mỗi người bạn về rồi đọc lại, nghiền ngẫm lại những cái gì mà thầy đã dạy trong này, những gì mà các con đã hỏi thầy, để rồi các con nương vào chỗ mà các con đã được ghi chép thành và được nghe lời giảng của thầy, rồi từ đó về mà lập thành một cái chương trình tu tập của mình, lập thành một cái phương hướng, vạch cho mình rõ một cái đường lối tu tập, cái gì trước cái gì sau, rồi bắt đầu thực hiện là phải gói ghém mình trong những kỷ luật, cuốn khép mình ở trong những cái khuôn khổ thẳng hoài. Mà sau này cái cuốn mà giới luật của Phật đầu tiên ra đời, thầy sẽ chỉ dạy cho các con cái giới đức và cái giới hạnh của bậc thánh hiền ở chỗ nào, mà trong giới luật của Phật điều chỉ cho chúng ta để trở thành những bậc thánh. Như thầy đã nói, chúng ta là những loài động vật, từ động vật chúng ta mới đi ra con người. Vậy thì con người chúng ta là động vật, mà hơn chúng ta con người hơn động vật ở chỗ nào? Hơn ở chỗ mà chúng ta biết xấu hổ. Còn con vật không biết xấu hổ. Còn những bậc thánh á, thì nó vượt qua cái chỗ xấu hổ này. Họ vượt qua, họ không còn làm những cái điều mà
bất tỉnh, một cái điều ô uế, một cái điều mà dơ bẩn, mà vượt ra khỏi những cái điều dơ bẩn này, cho nên họ là những bậc thánh. Thì chúng ta là những người mà muốn làm thánh, chứ không phải làm phàm phu tục tử, không phải làm con vật. Cho nên những con người mà từ một con người mà tâm ham dâm, thì cái người đó họ mang lớp người mà tâm là con thú. Còn cái người một con thú mà tâm mang cái lớp thú mà tâm không ham dâm, một con vật mà không ham dâm, thì đó là một con người mà mang lớp thú. Còn một con người mà tâm vượt ra khỏi tâm dâm, thì đó là một đức thánh, là bậc thánh, người ta không còn vật. Nó rõ ràng, nó phân biệt để chúng ta thấy được từ con vật, mà con vật nào là thánh, mà con vật nào là người, mà con vật nào là thánh vật. Nó chỉ ngăn cách có một chiếc chiếu mà thôi, nhìn thấy thì chúng ta phân biệt được người nào là thánh, người nào là người, mà người nào là con vật. Đó, thì trong cái giới luật nó sẽ chỉ định từ cái hành động oai nghi của chúng ta để chứng tỏ là bậc thánh phải có những oai nghi nào, có cái hành nào. Còn phàm phu thì họ sống như thế nào, lời nói ngôn ngữ họ như thế nào, oai nghi cái hành của người phàm phu như thế nào. Còn cái bậc thánh nó không phải giống như người phàm phu. Chúng ta học những cái giới luật của Phật thì chúng ta biết được những cái đức, những cái hạnh của một cái người tu, của một bậc thánh, chứ không phải là cái bậc phàm phu. Cho nên học giới luật mới thấy được những cái hành động của bậc thánh. Còn nếu mà chúng ta không học giới luật thì chúng ta thấy như là cái pháp luật trói buộc chúng ta để làm khổ chúng ta. Chúng ta muốn làm thánh thì chúng ta phải có những oai nghi cái hạnh của bậc thánh. Không lẽ làm thánh mà là một con người tầm thường, là một cái người phàm phu. Cho nên hành động chúng ta sẽ nó khác xa. Vậy mà từ cái học cái bộ giới luật rồi thì các thầy, các con cũng sẽ thấy mình nó có thăng tiến. Dù là chưa phải là thánh, nhưng ít ra chúng ta cũng hơn con. Đến đây thì chấm dứt. Vì hôm nay thì đi nhiều công việc, mà thầy cũng ráng cố gắng không bỏ giờ hôm nay tu tập để làm cho mấy con không có mất giờ. Và cái sự tu tập của chúng ta đến đây cũng tạm vừa, phải cho cái thời gian. Còn thầy sẽ tiếp tục cái bài học hôm nay thầy dạy tới xứ Thánh Định. Vì tứ niệm xứ đã học xong, nhưng điều kiện nó còn nhiều cái chưa hiểu, cho nên do đó thì có thầy Trân Huệ có hỏi thầy. Nhưng trước khi giải thích những cái điều mà chưa hiểu này, bởi vì coi về chứ tứ Thánh Định là một cái pháp môn tuyệt vời trong đạo Phật, chính từ bốn nơi này mà cái người tu theo đạo Phật mà được thành tựu giải thoát được sanh lão bệnh tử thì cũng bốn cái nơi này, chứ không phải hoài bốn cái nơi khác mà tu tập mà thành tựu. Như ví dụ như Tịnh Độ thì tu ở cái cõi cực lạc, để trong về cõi cực lạc thì nó không phải là ở trong tứ Thánh Định này giải thoát cái bốn cái chỗ này để mà giải thoát, cho nên nó lại là xa lìa cái bốn cái chỗ này. Còn chúng ta thì ngay trên bốn chỗ này mà tu tập để làm cho nó thanh tịnh, để giải thoát được nó. Cho nên bốn Thánh Định tuy rằng những cái danh từ dùng rất là đơn giản ở trong đó, nhưng chúng ta lầm lạc là chúng ta sẽ tu xa. Cho nên mặc dù là kinh sách của Phật dạy rất nhiều nói về cái tứ niệm xứ này, hầu hết là có nhiều nhà học giả giảng rất nhiều cái về tứ niệm xứ, nhưng không lột tần được cái pháp hành, cái cách thức tu cho đúng cách chỉ ở trên ngôn ngữ mà giảng. Cho nên ở chỗ này thì Thiện Huệ có hỏi thầy một vài cái từ mà nó không hiểu, bởi vì coi vậy chứ nó khó hiểu, rất là khó hiểu. Nếu không phải là một người mà có kinh nghiệm tu chính á, thì không hiểu nổi cái tứ niệm xứ. Cho nên ở đây pháp tứ niệm xứ thì rõ ràng là kinh sách đều là có ngôn ngữ, người giảng dạy thì cũng nhiều, nhưng mà giảng ở ngoài cái lớp da chứ không thể nào mà giảng ở trong, nhiều khi giảng sai mà không biết mình sai nữa. Nhưng trước khi để trả lời những câu hỏi của Trân Huệ thì thầy sẽ nhắc lại có một cái điều mà hầu như là thầy rất là tha thiết mong cho con cái ngày nào đó để được chẳng ra mà mình ghi lại cái đạo đức nhân quả, để hầu giúp cho cái con người ở trên cái thế gian này để thoát ra cái cảnh khổ của cái nội tâm của họ, và họ tạo được cái nhân lành để cái quả phước họ thì sẽ hưởng. Vì không có cái thời gian, hiện giờ thấy những người mà tu theo đạo Phật nó có những cái sai, cái lầm lạc, mà không ai cái chỗ sai lầm lạc này để sửa đổi mà đi giảng cái đạo đức
nhân quả thì nó lại xa lìa cái thực tế của những vị trụ sự. Cho nên thầy chỉ mong ngày nào đó có một cái dịp mà thầy sẽ soạn lại cái giáo trình, cái đạo đức nhân quả, cái đạo đức mà mình không làm khổ ai mà cũng không làm khổ mình, cái đạo đức thật là tuyệt vời mà của đạo Phật. Phật đã khám phá ra được cái đạo đức đó, nhưng người ta không triển khai nổi cái đạo đức đó để giúp cho con người thoát ra cảnh khổ. Nói chung con người sinh ra trong cái cuộc đời này thì chắc chắn ai cũng là người cũng chịu khổ, không có ai là người không chịu khổ. Cho nên người ta nhiều khi người ta đặt cái câu hỏi: con người từ đâu sinh ra, chết rồi đi về đâu, sống để làm gì? Ở trong cái thế gian này chỉ 100 năm, rồi cứ mãi tiếp diễn từ cái thân 100 năm này, hoặc là 60-70 năm rồi lại chết, rồi lại tiếp tục nữa. Và cứ như vậy để làm gì, có ích làm gì, mà cứ mãi lăn lộn ở trong cái luân hồi như vậy. Ở đây thì thầy chỉ trả lời qua một cái một người Phật tử có một cái tâm trạng đau buồn. Nên khi hiểu được cái tâm trạng đó thì thầy có lấy cái một cái dài cái khía cạnh nhỏ của cái đạo đức nhân quả mà có lời khuyên, cũng như thầy khuyên chung các thầy và các con ở đây. Ở đây là cái bài mà thầy khuyên đây: con người từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết về nhân quả. Nếu mà đọc cái câu vậy á thì người ta rất là khó hiểu. Nếu mà không có thầy dạy thì giảng ra thì rất là khó hiểu. Con người từ nhân quả, vậy thì chúng ta biết từ nhân quả sinh ra là như thế nào mà sinh ra? Nhân quả thì chúng ta biết rằng cái đường đi của nhân quả nó sẽ diễn biến ở trong cái thân hành, khẩu hành và ý hành. Cái thân hành và khẩu hành, cái ý hành là cái ý mình khởi, mình muốn, ham muốn cái này, ham muốn cái kia, đó là cái ý hành. Còn cái khẩu hành là cái lời nói mình nói ra, và cái thân hành là cái hành động làm của mình. Đó là từ ba cái chỗ đó là cái con đường diễn biến cái con đường hành động, cái con đường của nhân quả đi. Con đường của nhân quả đi. Cho nên nói rằng con người từ nhân quả, thật sự chúng ta chết đi rồi không còn có gì hết, hoàn toàn do từ nhân quả. Nếu cha mẹ chúng ta không có một cái hành động vô minh trong cái tình ái thì hai người này làm sao mà kết duyên, rồi làm sao mà ở với nhau mới sanh chúng ta ra? Do hành động vô minh đó, tưởng đó là cái hạnh phúc, không ngờ đó là một cái hành động vô minh. Cho nên Phật nói vô minh mới sanh hành. Do cái sự vô minh không hiểu, tưởng là ái dục là một cái hạnh phúc, cho nên họ mới tìm nhau, để rồi gặp nhau họ mới có những cái hành động sai lạc đó để đem ra cái nỗi khổ của con người. Từ đó mới là có cái hành động vô minh sanh hành, do cái hành động sai đó nó mới có cái thức, thấy không? Nó mới do đó nó mới có cái thức, chứ không phải là cái thức, cái thần thức nó đã chẳng có ở đâu, nó chui vào đó để mà đọc hai. Cho nên do cái hành động vô minh của cha mẹ mình mới có mình đây. Nếu cha mẹ mình mà sáng suốt thông minh biết chỗ ái dục đó là khổ, họ chấm dứt ngay, thì làm sao có chúng ta đây? Làm sao có nhân quả tiếp tục mà để có chúng ta? Thì từ đó con người sẽ tái sanh bằng cách nào? Bằng cách quá sanh, chứ không phải bằng cách ở trên nhân quả. Đó thì hôm nay thầy nói để chúng ta biết rằng con người từ nhân quả sanh rõ ràng là hành động do vô minh, chúng ta tham dục tham ái cho nên nó mới sanh chúng ta, chứ còn nếu mà không có tham dục tham ái làm sao sanh chúng ta được? Đó, thì cái hành động, cái sự không hiểu biết gọi là vô minh. Do cái sự vô minh đó không biết cho nên mới làm chấp, cho nên vì vậy mới chạy theo tưởng đó là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng là sanh ra một người thứ hai, thứ ba, thứ tư đều là tỏ khổ. Chúng ta sanh ra làm người chúng ta thấy có vui, mà tại sao cha mẹ lại sanh ra bao nhiêu người để cho nó khổ như thế này? Sao lại không chấm dứt cái nỗi khổ đó đi, lại còn ham muốn làm gì để cho mà khổ cảnh cả bao nhiêu người? Có đứa con nào sanh ra đời mà nó nói tôi hạnh phúc ở thiên đàng đâu? Đều là đứa con. Đó thì ở đây thầy đại khái để chúng ta thấy từ nhân quả sinh ra đó. Cho nên thập nhị nhân duyên rất rõ ràng. Và thầy nhắc lại, hầu hết là các thầy giảng về thập nhị nhân duyên chia làm ba thời gian. Thời gian từ quá khứ, rồi cái thời gian hiện tại, và cái thời gian tương lai. Chia cái nhân duyên ra 12 nhân duyên này chia làm ba thời, như vậy là những người đó giảng kinh pháp, giảng Phật pháp không thông suốt. Mà hầu hết là thầy thấy các cái bản mà giảng về thập nhị nhân duyên đều là chia cái thời gian ba thời, 12 nhân duyên nó hợp lại để nó thành ra cái thân của chúng ta. Nó không phải ở trong ba thời đâu, mà ngay trong hiện tại này. 12 nhân duyên xác định cho chúng ta biết rằng
cái cuộc sống của chúng ta giống như là cái thân ngũ uẩn. Bởi vì ngũ duyên tức là ngũ uẩn, mà thập nhị nhân duyên là 12 nhân duyên, mà 21 duyên có cái bài kinh dạy 21 duyên, 23 duyên nữa, chứ không phải là có thập nhị nhân duyên không. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta là do duyên hợp, mà bây giờ duyên hợp nó mới trở thành ra cái thế giới khổ. Đó là cái nhân duyên. Vì vậy mà cái sự giảng về thập nhị nhân duyên hầu hết là các học giả đều là giảng sanh, đã chia chắc tánh. Cho nên không thấy cái câu Đức Phật nói sanh đã tận phạm hạnh. Người ta chia cái sanh với cái lão bệnh đó là cho nó ở cái vị lai, chứ không phải ở trong hiện tại. Mà chính trong hiện tại mà nếu mà cái đời sống của chúng ta sanh là cái đời sống, mọi người nghĩ là cái sanh tử rồi, thì đó là cái sai của họ. Cho nên vì vậy mà cái duyên sanh mà đoạn dứt thì mình mới chấm dứt được cái bệnh tử. Còn bây giờ người ta đứng ở trên cái vô minh, người ta đứng ở chỗ vô minh để người ta đi tìm cái minh, để người ta phá cái vô minh đi, để người ta giải quyết tất cả những duyên khác, thì cái này nó không đúng con đường của Phật Pháp. Phật Pháp nói ngay vô đầu, một cái người mà tạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, rõ ràng là cái người muốn đi theo đạo Phật là đã duyên sanh đã đoạn đó. Sống không gia đình, không nhà cửa, nghĩa là sống không có không có người thân, không gia đình có nghĩa là không vợ con đâu, mà không gia đình có nghĩa đây là cắt đứt tất cả những cái ái cứu sự. Ai cứu sự của chúng ta tức là cha mẹ anh em chị em, tất cả cắt đứt hết hoàn toàn, không còn thương nhớ, không còn gì hết, bình thường như những người mà xa lạ khác như vậy, chứ không có thấy rằng đó là cái gì là của mình, là con của mình, là vợ của mình, là cha của mình, là mẹ của mình nữa. Thì như vậy mới gọi là không không gia đình, không nhà cửa, là không của cải tài sản. Bởi vì cái người tu sĩ cắt áo cà sa, tạo bỏ râu tóc, là làm cho tạo bỏ râu tóc, cắt áo cà sa có nghĩa là Đức Phật nói làm cho mình xấu đi, không có còn mà làm cho mình đẹp. Sống không gia đình tức là không có nhà cửa, không anh em, không ruột thịt, không ai hết, hoàn toàn bơ vơ cô đơn một mình người, là sống không gia đình. Sống không nhà cửa là không của cải, vì có nhà cửa mới có của cải, mà không nhà cửa thì lấy đâu mà đút của cải vô đó. Cho nên trong ngày rồi, nhà cái chỗ mà có đoạn sinh đó để chỉ cho chúng ta là sanh đã tận. Một cái người mà sanh đã tận thì phạm hạnh mới xong, cho nên giới luật đức hạnh mới có trọn vẹn. Mà cái người mà sanh không tận thì không thể nào mà giữ trọn được. Đó là giải thích về cái phần mà con người từ nhân quả sanh, nhân quả đó, thì chúng ta mới thấy đây thầy muốn nhắc lại, vì nhân quả sanh ra thì chúng ta mới nói vô minh sinh hạnh, hạnh sinh thức đó, bắt đầu chúng ta mới có con người đó. Vì vậy mà bây giờ chúng ta mới thấy rõ, và bây giờ chúng ta đang sống trong nhân quả. Cái câu kế con người từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết về nhân quả. Vậy thì chúng ta sống trong nhân quả, chúng ta có thấy nhân quả không? Hằng ngày nói ra, hằng ngày hành động, hằng ngày suy nghĩ, những cái điều mà suy nghĩ thiện hay ác trong đầu chúng ta đều là nhân quả. Nhân thiện hay hoặc là nhân ác, rồi quả thiện hay là quả ác, nó tiếp diễn cho chúng ta thấy rất rõ. Nếu thiện thì chúng ta vui mừng, thích thú, thương yêu, còn ác thì chúng ta thọ lấy cái quả buồn khổ, rầu rĩ, đói khát, rách rưới, bệnh tật, đủ cách tai nạn này tai nạn khác. Đó là những cách đó là gọi là quả. Cho nên chúng ta đang sống ở trong cái nhân quả, hằng ngày chúng ta diễn biến những cái nhân mới mà thọ những cái quả kế tiếp nó của những hành động đó, chứ đâu có gì khác hơn. Mình chửi người thì vừa chửi người thì lời nói của chúng ta thoát ra, thì ngay đó người ta tức giận, người ta chửi lại mình, người ta đánh mình, thì đó là quả. Rồi mình giận, mình tức, mình chửi người ta tức quá, người ta lại đập mình, thì cả hai đều đi nằm nhà thương hoặc chết rồi đi tù tội. Đó là những diễn biến của nhân quả để tiếp tục giữa hai người. Thì chúng ta thấy rõ trong gia đình cũng vậy, cha mẹ, anh em, chị em cũng vậy, cãi cọ nhau cũng đều là diễn biến của nhân quả. Đời trước đã giao nhau, đời nay sanh ra mới gặp nhau ở trong cái môi trường như thế này để giao cả nhau cho hết. Thế mà mọi sự xảy ra thì mình lại giao thêm, vừa trả mà vừa giao, nhiều khi giao còn nhiều hơn nữa, giao nhiều hơn nữa. Để làm gì? Để luôn luôn đời chúng ta quá khổ, càng khổ. Thì chúng ta đang sống ở trong nhân quả mà chúng ta, rồi chết đi về nhân quả. Khi tất cả những cái diễn biến ở trong nhân quả, trong cuộc sống chúng ta để lại cái môi trường của nhân quả, cho nên chúng ta phải trả cho nhân quả chứ sao. Vì vậy mà chúng ta chết thì về nhân quả, vì hành động nhân quả thì phải về nhân quả, đâu có chạy đi đâu khỏi về nhân quả đâu. Cho nên khi bỏ thân này thì nó phải có cái sự, có cái nghiệp lực của nhân quả đó,
thiện thì nó thúc đẩy chúng ta hướng vào cái phước, mà ác thì nó hướng vào chúng ta vào cái cảnh giới cái sanh ra làm trong cuộc sống quá vất vả cực khổ, nghèo đói, hoặc là thành những loài chúng sanh bàn sanh rất là khổ đau. Cho nên ở đây mới vô đầu cái câu đầu thầy chỉ diễn tả sơ cho chúng ta biết là cái cuộc sống con người từ sinh ra thì nhân quả, ở trong nhân quả sinh ra, rồi sống trong nhân quả, rồi chết về nhân quả. Khi mà chúng ta bỏ thân này thì cái duyên nghiệp đó nó sẽ đi ngay vào trong cái người ta gọi là cẩn tự nghiệp đó. Cái trong cẩn tự nghiệp đó nó hiện ra tức là cái nghiệp lực và cuối cùng để mà đưa chúng ta đi vào cái nhân quả để tiếp tục tái sinh. Đó, thì chúng ta thấy rõ ràng con người chỉ diễn biến ở trong ba cái hành động đó để mà trong một cuộc sống của con người để mà khổ vui có vậy thôi, có gì đâu là vậy. Cho nên cái câu kế để chúng ta thấy rõ ràng hơn nữa, ở đời ai cũng tự làm khổ mình, ai cũng tự làm khổ mình, khổ người là tự mở cửa địa ngục cho mình. Nghĩa là mình nói một lời nói rồi người khác nói lời nói, rồi hai người cãi cọ nhau thì tức là mở cửa địa ngục cho mình bước và người kia bước theo xuống mà không biết. Đó là những người vô minh, nghĩa là người không sáng suốt, không có thấy được, không có thấy cái địa ngục. Không nghĩa là chúng ta mở cửa địa ngục là chúng ta đi xuống lòng đất này ở dưới nó có diêm vương, nó có quỷ sứ, ngưu đầu, mã diện gì đó. Thật sự ra cái địa ngục mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết là ngay cái tâm giận hờn đau khổ phiền toái của chúng ta, đó là địa ngục. Cho nên chúng ta đã tự một cái lời nói, tự một suy nghĩ ở trong đầu chúng ta, nó làm cho chúng ta đau khổ, đi thích hận thù ở trong lòng, thì đó là địa ngục ở trong lòng của chúng ta rồi. Nó đã mở cửa cho chúng ta bước vào rồi, nó đang hành hạ chúng ta, nó đang đâm giết chúng ta từng phút từng giây đó. Đó là những người vô minh sống theo tự ngã, nghĩa là mình biết có cái ngã của mình thôi, đó là mình sống theo tự ngã, không thấy được chân, không thấy được đâu là chân hạnh phúc, đâu là giả hạnh phúc. Nghĩa là mình chạy theo cái giả hạnh phúc mà mình tưởng là chân, cho nên càng chạy theo nó thì mình lại càng thấy khổ đau và khổ đau. Mình không thấy cái chân hạnh phúc như thế nào mà mình cứ chạy mãi, mình tưởng là cái chân hạnh phúc nhưng không ngờ đó là cái giả hạnh phúc. Đời người thường bỏ mồi bắt bóng, vì thế phải chịu nhiều đau khổ. Mình tưởng cái bóng hạnh phúc đó, mình thấy cái hạnh phúc đó, mình ước ao để làm được đó, nhưng mình chạy tới thì cái bóng là cái bóng chứ không thể nào cái thực. Cho nên vì vậy mà vừa để chốt được cái hạnh phúc thì nó